Nói chung là sáng mai thì nấu ăn sáng về con dậy ăn, xong rồi đi mãi đến tối mới về. Về thì bữa có ăn thì bữa lại bảo mẹ ơi thôi con mua cái này về con tự ăn rồi, con không ăn được cơm, con mệt. Đấy, thế thôi. Dạ. 6 giờ sáng đi rồi thì sao nấu đồ ăn kịp? Cô dậy sớm nấu buổi sáng, nấu một cái chút miếng gì đấy. 4 rưỡi cô đã đi tập thể dục rồi, cô dậy sớm là cô nấu sẵn để đấy. Trời dạ. Ơi, nghiệp cô á, bây giờ sáng dậy sớm mà con dâu luôn. Nấu để cho con dâu về ăn sáng đi làm. Bữa nào thức dậy nấu đồ ăn sáng cho mẹ không? Ít lắm. Thôi thì con nó cũng đi làm khuya nó mệt. Dạ. Thì thôi thì cô cái tầm đấy là cô dậy đi tập thể dục thì thôi thì mình cũng nấu luôn. Bà cũng trông cháu dữ lắm rồi ha. Nói thật với con, thời đại giờ là 4.0 cho nên là cô cũng không dám là nói đến chưa thì kệ. Nhưng mà có hỏi rằng con ơi làm sao lâu lâu vậy thì con có bảo là mẹ ơi là các con đang kỵ tuổi. Để qua cái tuổi đi ha. Dạ. Rồi. Xin chào Linh và chào Lý Lộc. Dạ. Chào khán giả, cô là Nguyễn Thị Hồng, 61 tuổi, đang nội trợ ở nhà, tuổi cũng tham gia bên phụ nữ. Cô là hiện nay đang ở đâu? Ở Dị An. Dạ, xin mời chị ạ. Dạ. Dạ, chào khán giả và chào chú Quyền Linh, chào chị Lê Lộc. Con tên là Nguyễn Thị Yến Ly, 25 tuổi. Hiện tại con đang làm công việc tại công ty may. Ly làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? 1 năm ạ. Mới đây thôi. Mới đây thôi. Mình có tin vui chưa? Chưa ạ. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu này thì cô cảm nhận ấn tượng điều gì với cô gái? Con trai dắt về, nhưng mà thật ra là dắt về cô ngạc nhiên lắm. Ôi trời ơi, nhìn chẳng mê cái gì cả. Nào là người nhỏ chỉ được đến hơn 30 kg thôi. Dạ. Tay chân lèo khèo, tóc thì tóc xanh, tóc đỏ, tóc vàng. Cô không ưng. Dạ. Chồng cô không có ưng. Thế rồi qua thời gian hai em tìm hiểu coi như là cũng phải 2 năm. Xong rồi cô thấy dần dần mập lên, rồi đẹp gái ra thì mới chấp nhận. Đấy. Đúng rồi. Còn không biết Ly thì sao? Không dám nhìn mẹ khó tính. Không dám nhìn sợ. Lần đầu tiên về là thấy không chào thôi chứ không dám nói chuyện. Sao lần đầu tiên về gặp mẹ chồng tương lai mà để tóc vàng hoe rồi tóc đỏ tóc xanh này? Dạ tại hồi đó còn nhỏ còn trẻ nhuộm xanh vàng cho đẹp. Rồi có biết được là mẹ chưa có thiện cảm với mình không? Biết chứ chị, nhìn thái độ của mẹ là biết. Rồi về nhuộm tóc liền lại không? Dạ có, nhuộm liền. Sau đó thì về làm dâu thì cô con dâu này học với cô những điều gì? Thời gian đầu cũng ít tuổi nên là nhiều cái không có hợp. Ví dụ là đi chợ mẹ con là đi mua đồ về nấu ăn, nhưng mà một cái là bé hay nấu mặn đấy, còn ông bà thì ăn nhạt. Những việc mà đi thỉnh thoảng là rủ mẹ đi chơi hay là đi mua sắm, mình thì hay tiết kiệm. Mà con thì lại hay là đúng rồi. Cho nên là những cái đó nó cũng hơi khó. Dạ. Còn với nàng dâu thì sao nhờ? Hợp với mẹ nhiều thứ lắm. Hạn như là ăn uống. Nhưng mà nhiều khi mình nấu thì mẹ không hợp, nhưng mà mẹ nấu lại hợp. Dạ. Thế con không học cách để cho hợp khẩu vị, con nấu cho mẹ ăn được luôn. Đó là thời gian đầu, với giờ sau này cũng đỡ rồi ạ. Đỡ rồi đúng không? Mẹ chồng thì sao? Có thấy điểm gì chưa hài lòng ở nàng dâu không? Có, cái là nhờ chặt mấy nải chuối, nhờ con mang giùm lên lầu cho mẹ. Mà nó cứ bảo rằng là chốc nữa, rồi lấy mai hay là vài tiếng nữa. Thế xong cô bảo, ôi trời ơi, vậy là không được rồi. Cái thứ hai là bữa hôm có gần giỗ, thế mới bảo rằng là con ơi, đôi cái mảng rện ở trên lầu đó thì vợ chồng con quét đi cho mẹ. Không có các chú, các ông bác đến thì bảo sao rừng thờ nó có dơ. Thế là cô bảo cũng chẳng có làm. Không làm con. Tại vì con đi làm công việc nhiều quá nên nhiều khi mẹ bảo xong ở chiều tối về con quên mất, con đâu có nhìn căn nhà đâu. Con đâu có nhớ. Quý khách thì nói gì xong rồi quên. Nó quên thôi. Ta hay tuổi tiên hay gọi là não cá vàng đó. Làm từ mấy giờ tới mấy giờ? Dạ con đi làm từ 6 giờ sáng là con đi mãi tới 9 giờ tối mới về. Trời ơi. Dạ mà mình làm xa nhà không chị hay là gần? Đi khoảng 45 phút. Chù giờ về cũng áp lực lắm á con hả? Cuối tuần có được nghỉ không? Được chủ nhật ta. Thì hai mẹ con mình có thay thỉnh thoảng đi chơi với nhau không? Như là đi siêu thị đồ ấy. Em đang còn bỡ ngỡ. Dạ. Ít tuổi thì nhiều cái thì cũng phải dạy bảo em. Tuần hay mỗi tuần
Mẹ con ăn cơm chung bao nhiêu lần? Nói chung là sáng mai thì nấu ăn sáng rồi con dậy ăn, xong rồi đi mãi đến tối mới về. Về thì bữa có ăn thì bữa lại bảo mẹ ơi thôi con mua cái này về con tự ăn rồi, con không ăn được cơm, con mệt. Đấy, à, thế thôi. Dạ. 6 giờ sáng đi rồi thì sao nấu đồ ăn kịp? Cô dậy sớm nấu buổi sáng, nấu cái chút miến gì đấy. 4 rưỡi cô đã đi tập thể dục rồi, cô dậy sớm là cô nấu sẵn để đấy. Trời ơi, con hiểu cô á. Con dậy sáng dậy sớm mà con dâu luôn. Nấu để cho con dâu dậy ăn sáng đi làm. Rồi chồng con có làm chung với con không? Dạ, vợ chồng làm chung ạ. Cô, thường mà bạn làm cái gì mà không vừa ý mình á, thì mình có trực tiếp nói thẳng luôn không? Hay là mình phải nói qua chồng của Ly? Không, cô kêu xuống cô nói ngay. Bảo con đi, thế này là không được nha, mẹ bảo vậy mà các con không làm nha. Vậy nhưng mà ngày nay thì là được lắm, yeah. Thay đổi hoàn toàn rồi. Về đến nhà cái mẹ ơi, mẹ ăn cơm chưa? Hay mẹ ơi, mẹ đang làm gì đó? Cứ về đến nhà cái đến cổng cái là gọi, yeah. Con cứ sợ là mới á, thì hai mẹ con mình lại ngại có khoảng cách với nhau, nên là không có dám trực tiếp nói thẳng với nhau. Không, cái gì là cô nói ngay. Bởi vì cô cũng làm ở bên phụ nữ, yeah. Cho nên là cũng tham gia rồi. Cái gì đúng thì mình nói để con nó sự nó học. Thì là hay đấy chứ. Mẹ cũng nói thẳng chứ nhiều khi mẹ ghim ghim trong bụng là cũng mệt lắm á nha. Có bao giờ mẹ có biết thẳng con giận mẹ không? Không, tính con là vô tư lắm. Thà nói thẳng vậy thì con còn rút được kinh nghiệm. Đó, vô tư mới hay quên á. Góp ý thì thoải mái thì dạ. Còn góp ý bên này còn mai còn quên. Thì cô mong muốn rằng cô sẽ chỉ bảo con dâu thế nào để cho nó hoàn thiện. Bây giờ thì mẹ cũng là có cái điểm gì là sai thì mẹ là thẳng thắn là mẹ nói, thì mẹ cũng muốn là cầu mong là con là phát huy. Bây giờ trở đi là thấy con phát huy nhiều lắm rồi, giỏi giang. Mẹ ơi để con lau nhà, mẹ ơi để con hay là rửa chén đấy. Còn một chút về là vậy là có tiếp thu á. Đúng rồi, tiến bộ lắm. Còn Ly thì không biết có dự định gì mà để chào đón em bé chưa? Dạ có rồi ạ. Là định khi nào, một năm hay là vài năm nữa? Qua năm à. Bà cũng trông cháu dữ lắm rồi ha. Nói thật với con, thời đại giờ là 4.0, cho nên là cô cũng không dám là nói đến kêu thì kỳ kệ. Nhưng mà có hỏi rằng con ơi làm sao lâu lâu vậy, thì con có bảo là mẹ ơi là các con đang kỵ tuổi. Để qua cái tuổi đi ha. Dạ rồi. Năm hai vợ chồng có bao giờ nó cãi nhau trước mặt của mẹ chồng chưa? À không, được cái không có cãi nhau gì cả, chỉ có nói to tiếng cái xong thôi thôi. Bữa nào thức dậy nấu đồ ăn sáng cho mẹ không? Ít lắm. Thôi thì con nó cũng đi làm khuya nó mệt, yeah. Thì thôi thì cô cái tầm đấy là cô dậy đi tập thể dục thì thôi thì mình cũng nấu luôn. Cô làm trong hội phụ nữ gì đó phải không cô? Đúng rồi. Tâm hồn rất là nghệ sĩ và thoáng. Rồi hay đi chạy tới chạy lui. Rồi những chương trình mà của ở nhà là mình lúc nào cũng một bài múa để mở màn. Bài múa là múa cái gì cô? Ơi, múa nón rồi múa quạt rồi múa đủ thứ. Mai cô các cô nhiều. Phần nào đó tặng chương trình đi cô hả? Vậy thì cô sẽ nhảy một đoạn cha 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 bài mắt na. Trời ơi, hay quá. Hôm nay thì chồng con có gửi cho chú một bức thư. Đây, để Lộc đọc với Lộc. Dạ. Xin kính gửi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Hôm nay hai mẹ con tham gia chương trình, con có đôi lời nhắn gửi. Một bên là mẹ, một bên là vợ. Mình là một người con trai của mẹ và một người chồng của vợ. Trong cuộc sống hàng ngày giữa mẹ và vợ không thể nào tránh khỏi những bất đồng quan điểm. Những bất đồng quan điểm đó thường là những sự hiểu lầm của hai bên. Mình ở giữa thì mình không biết bên nào. Với mình thì không bên nào là không bên cả.
trong cuộc sống không tránh khỏi sự suy nghĩ trái nghịch nhau. Mẹ thì cũng không thể nào đúng hết được, còn con thì cũng không thể nào hoàn hảo hết được. Mình là một người chồng, là một người con của mẹ, thì lúc nào cũng nói những điều tốt đẹp về mẹ, về vợ, để mẹ và vợ một ngày hiểu nhau nhiều hơn và thương yêu nhau nhiều hơn. Giả sử nếu mẹ và vợ cãi nhau, mình là người chồng, người con, mình bên mẹ thì làm tổn thương vợ, mà mình bên vợ thì làm tổn thương mẹ. Thay vì bên này hoặc bên kia thì mình không làm như vậy, mà tìm cách khuyên nhủ để mẹ hiểu cho vợ vấn đề đó là vô tình chứ không cố ý, và ngược lại như thế. Vì cuộc sống nên vợ chồng con phải bươn chải kiếm tiền sinh hoạt hàng ngày, nên chưa có nhiều thời gian gần gũi quan tâm hỏi han hay động viên mẹ. Con mong mẹ sẽ hiểu cho vợ chồng con nhiều hơn. Con chúc mẹ và chúc vợ luôn bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc, luôn mỉm cười với tất cả mọi người trong gia đình mình. Đó mới là tài sản vô giá, có tiền mua cũng không được. Con xin cảm ơn chương trình. Tôi cảm nhận thế nào về lá thư của con trai mình? Ơi, vậy là nghe cũng xúc động. Bởi vì là đúng ra là các cháu mới cưới nhau, cho nên là thời gian cũng là ngắn ngủi. Cho nên là thôi thì cái điều kiện vậy thì bố mẹ cũng chấp nhận. Còn cũng mong rằng là các con là thôi thì làm ăn rồi từ từ, rồi sau này rồi biết đâu là khá giả lên rồi dắt bố mẹ đi chơi hay đi du lịch. Còn có sao, con nghĩ sao? Bình thường thì chồng con vô tâm lắm, không ngờ biết được lá thư hay như vậy luôn ạ. Cô có mong muốn là con dâu của mình như thế nào, hợp với mình không? Cô cũng muốn là con thay đổi toàn bộ để mà xứng đáng là người con dâu hiếu thảo của bố mẹ và người vợ hiền của chồng. Còn nàng dâu không biết có mong muốn ở mẹ điều gì không? Mong muốn mẹ là nhiều sức khỏe hả? Thôi, hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái kinh nghiệm nhiều hơn để mối tương quan giữa hai chồng nàng dâu nó càng yêu nhau thương nhiều hơn. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Dạ. Chào Dương Linh, chào Lê Lộc. Mình tên là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, 54 tuổi, ở thị xã Trắng Bàng mà xã Phước Bình, ba xã cánh tay ở vùng sâu. Đến đây tham gia chương trình. Dạ. Dạ, xin mời anh ạ. Dạ, chào chú Nguyễn Linh. À, dạ, chào Lê Lộc. Dạ. Con tên Nguyễn Văn Thiêm, nay 31 tuổi. Dạ, anh làm lễ của mẹ được bao nhiêu năm dạ, rồi? Làm lễ của mẹ được hơn 4 năm. À. Dạ. Mình có mấy cháu rồi anh? Có bầu được 8 tháng rồi. À, dạ, chúc mừng gia đình anh nha. Dạ. À, khi mà lần đầu tiên mà mẹ chồng nhìn thấy chàng rể này thì có ấn tượng gì không? Tại vì con đi làm bên Nhật. Dạ. Quen trên Zalo. À. Rồi nhìn trên Zalo á, con á, nó mới giới thiệu. Nhìn con thấy con hiền, dễ thương. Con gái á, thì nói thì mẹ chọn đi, chừng nào mà mẹ thấy được á, thì con cũng chịu làm quen con. À. Mẹ thấy không được thì thôi, nói thôi con quen đi. Dòm dễ thương, hiền hậu, mà dòm cái cặp chân mày của nó khác, khó tính. Giống ba. Dạ. Cũng được. Rồi lúc đó là mình chỉ nhìn qua điện thoại thôi hả điện cô? Thoại, dạ. Trên Zalo thôi. Dạ. Không biết mặt con. Sau 3 năm đi làm về. Dạ. Rồi mới ra sân bay rước con. Có nội, có ngoại đồ đi đông lắm. Đi dạ. Rước mà không có biết mặt chàng rể. Tới hồi ra sân bay đón, mặc áo đỏ sọc đen. Dạ. Mà không có mặc áo đỏ sọc đen. Ngoại đồ dòm lên cứ hả ai xuống ra khỏi cổng hết không cô? Ra khỏi cổng á. Dạ. Nó kìa mà không biết nó kìa là ai. Lúc đó là mặc áo khác. Mặc dạ. Áo màu xanh khác rồi, thành ra nhìn không hậu hết ta. Từ nào vậy? Dạ, tại lúc đó trời bão á. Sáng đầu chuyến bay mà mình qua Trung Quốc á. Dạ. Bị trễ giờ, xuống về tới Việt Nam là nó đã trễ khoảng 3 tiếng rồi. Nghĩa là không có thời gian để thay bộ đồ khác.
à. Thế là tranh thủ chạy ra cổng trước. Làm sao để hai gia đình mình gặp được nhau? Dạ, tại vì lúc nói chuyện qua Zalo thì cũng có thấy mặt. Còn con thấy ấn tượng gì với mẹ vợ của con? Dạ, lần đầu tiếp xúc với mẹ mà qua Zalo á là mẹ nói chuyện lớn tiếng lắm. Mẹ mẹ chắc mẹ khó gì lắm. Dạ. Lúc đầu là cũng ngại, sợ mẹ khó. Khó là một chuyện là mình quen con gái mẹ mà qua Zalo mà nói thương là ai tin. Dạ. Mẹ nói chuyện lớn tiếng nhưng mà thật chắc mẹ sợ mình không nghe. Mẹ nói chuyện lớn thôi. Chứ không có mẹ thật thì mẹ hiền, mẹ nói sao dễ hiểu ta. Mẹ độ lượng, mẹ không biết giận hờn ai. Mẹ nhân hậu lắm. Tức là vợ em là ở Việt Nam. Dạ. Em là học bên, đi làm bên Nhật. Dạ. Làm bên Nhật. À, quen chỉ qua Zalo thôi. Dạ. Việt Nam và Nhật cứ gọi điện nói chuyện mà quen thôi. Dạ. Thật là lần đầu tiên cũng về là lần đầu tiên gặp cả nhà luôn. Cả nhà hết ra đón mà không biết, không biết mặt. Quen trên mạng xã hội bao nhiêu lâu? Khoảng gần 3 năm. Trời ơi. Dạ. Quá lâu luôn á. Dạ, nhưng mà nói chính thức mà để gọi là thương cảm mến nhau thì khoảng hơn 5 rưỡi thôi. À. Dạ. Quê con là ở đâu? Con ở Tây Ninh luôn, nhưng mà cũng xã kế bên vậy. Trời ơi. Trời, có duyên quá ha. Dạ. Dạ, rồi sau đó kể từ ngày gặp nhau thì bao lâu mình mới tiến tới hôn nhân anh? Về nước đầu tháng 4 thì khoảng cuối tháng 6 là đám cưới luôn. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Trong quá trình làm rể là con có trở lại Nhật không? Dạ, sau này về rồi mình thấy cuộc sống gia đình cần hơn là công việc. Ở đây mình cũng làm việc được nên là công ty bển cũng có liên hệ là yêu cầu qua bển làm tiếp. Dạ. Nhưng mà không đi nữa, thế là thôi. Rồi về ở rể luôn. Dạ, ở mẹ có một mình vợ lận thôi nên là ở chung với ba mẹ luôn. À, đó là lý do ở rể đúng không? Dạ. Con một. Rồi dạ. Khi mà về làm rể như vậy thì anh có gặp khó khăn gì không? Ở lúc đầu thì cũng bỡ ngỡ, ở khác gia đình mình cũng sợ, rồi mình phải giữ khoảng cách rồi tìm hiểu với ba mẹ mình tính cách sao. Nhưng mà thực chất thì ba mẹ tính cách cũng rất là dễ. Nhưng mà con về, con bỏ chuyện công việc bên Nhật, con về nhà bà vợ con làm gì? Con làm nông dân. Với lại có tiệm sửa điện nhỏ ở trước cửa nhà, tại là con là nhân viên kỹ thuật. Rồi nhưng mà trong suốt thời gian đó anh cảm thấy là mình hợp với mẹ vợ điều gì? Cái hợp với mẹ là cái tính cách mình chi tiêu, không phải là mình keo hay tính toán gì mà mình phải hợp lý cái đồng tiền. Là cách chăm sóc cho gia đình. Dạ. Tiêu chí là gia đình là trên hết. Dạ. Lúc nào cũng vậy, với lại cách chăm sóc nhà cửa là dọn dẹp quét dọn, lúc nào hai mẹ con cũng dọn vệ sinh giường rồi nấu cơm rồi dọn dẹp bếp núc này. Với không có biết cản xe, không có biết gì cũng cản xe. Mẹ là y sĩ của trạm y tế lớn mà mẹ không có chạy xe được. Là mẹ đi học tê dữ lắm. Mẹ đi học thì con cũng chở đi vô học giùm mẹ luôn, tại vì di tính mẹ cũng không có rành, không có yếu. Đi đâu mẹ đi đâu cũng chở mẹ đi hết. Chở mẹ vợ đi suốt vậy đó. Dạ, đi suốt. Đi nấu cơm nấu nước nhà là ai nấu? Đa phần là bà xã con nấu nhiều hơn. Giỏi vậy ta. Dạ. Mà mẹ dở lắm, mẹ không biết mẹ nấu nấu được nữa. Nhưng mà lên thì ăn thì hơi ngại. Sợ không có hợp khẩu vị á anh. Dạ. Vậy rồi cũng khó nói đúng không? Ông xã nấu nhiều hơn, rồi giờ tấn con lớn lên rồi con nấu, cả mẹ nấu lên là bị chê, cho nên không tham gia. Nói rể á, cái chuyện quan trọng nhất mà nó hay nhạy cảm nhất á là việc kinh tế, tiền điện, tiền nước, tiền chi tiêu chợ búa này kia đó. Thì cái đó là như thế nào nhỉ? Đó là mẹ lo hết phần đó. Chỉ là vợ chồng là mà làm riêng, lấy riêng, tính riêng thôi, lấy riêng thôi. Còn hả, ví dụ như lên một vụ lúa là được 95 triệu thì mẹ cho thêm 5 triệu nữa bỏ túi riêng. Trời đất ơi. Bé rung. Tại vì nói ngay, hai vợ chồng làm công nhân viên ở quê mà đâu có xài gì đâu nhiều. Cũng thoải mái, cũng lo cho con. Tại vì mình có con một mà cũng không có chia cho ai hết. Dạ, làm tròn số vậy đó. Làm tròn số. Hả, mua chị vàng thiếu, giả sử vàng 5 triệu đi, con có 4 triệu cho thêm triệu mua đủ không chị? Quá là hay, tuyệt vời. Thương con tất cỡ như vậy á. Có bao giờ là con tặng quà hay là tặng tiền gì cho mẹ vợ không? Dạ có một lần này tổ chức sinh nhật cho mẹ. Là mẹ nói là từ nào giờ mẹ chưa có cái sinh nhật nào mà lớn vậy.
cười trong rơi nước mắt, mẹ cười mà nước mắt mẹ cười quá đó cô. Từ hồi đụng ba con tới giờ luôn mà ba con chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, giờ hai đứa con về đám cưới về sau đầu năm cuối năm cái làm sinh nhật hai vợ chồng cũng cười, cũng cười không, hai chồng cũng cười không. Vậy là con rể là quan tâm đến mẹ vợ lắm luôn á. Quan tâm tại vì con nó học cao, nó hiểu đủ thứ, rồi đi làm cũng nhờ con. Có điều gì mà mẹ vợ chưa thấy hợp với chàng rể không? Có, con á nó làm cực, nó kỹ tính, nó hay càm ràm vợ, không phải là càm ràm gì mà nói vợ á. Đúng. Hai phụ mẹ á, đừng có để cho mẹ làm hết, em phải làm phụ mẹ, ai cũng có công việc làm hết chứ cũng không có gì. Yeah. Mẹ với con cũng hòa thuận, vui vẻ, cũng hay chia sẻ. Hay quá nha. Còn với anh thì không biết là có điểm nào mà mẹ chưa hiểu ý anh không? Muốn ba mẹ là bỏ cái bao bọc hai đứa tụi con nữa. Tại vì tụi con lớn rồi, tụi con sắp có con nữa rồi. Vợ giống như tiểu thơ, từ nào giờ là được bao bọc ba mẹ bao bọc. Giờ con về cũng vậy. Nên là ý muốn ba mẹ là bỏ chút thời gian nhỏ thôi để riêng cho ba mẹ nữa. Để tụi con còn bước ra xã hội, tụi con làm cha làm mẹ, để chăm sóc con tụi con sau này nữa. Bảo bọc quá rồi hư. Nhưng mà không biết là anh với vợ mình có chuẩn bị gì cho tương lai của gia đình hoặc là cho đứa bé sắp chào đời chưa? Dạ có, cũng như là sắm đồ đạc rồi chuẩn bị đủ thứ rồi, ngay cả nơi mà mình tính sinh đó. Còn có cũng đã chọn 50 trước 50 ngày nữa nè. Dạ. Cũng chọn địa điểm để sinh em bé xong xuôi hết rồi, giờ chỉ chờ đến ngày thôi. Có bao giờ mà vợ chồng cãi nhau trước mặt mẹ vợ không? Dạ có, 2-3 lần. Sao mình không tránh đi mà cãi trước mặt mẹ vợ? Tại vì trong gia đình là tiêu chí gia đình là trên hết, là lúc nào cái chuyện gì cũng phải có ba có mẹ đứng ra nghe. Có mặt cãi mẹ mới cãi hả? Mà cãi là phải cãi cho tới, cho tanh cái câu chuyện ra à, để được biết ai đúng ai sai. Nhưng mà không... người ta thường nói là điều gì vợ cũng nên đúng đi, để cho mình phải cãi ta. Sao được, nào là cái đó chứ. Có những cái là nó ngoài tầm kiểm soát, mình phải nói cho hiểu chứ không phải là cãi. Nhưng mà những lúc đó thì căng thẳng như vậy thì mẹ là người sẽ bên ai? Mẹ không bên ai hết, mẹ nói chung là mẹ thiên về bên đúng thôi. Có giờ mà mẹ xử con sai lần nào chưa? Dạ chưa. Mẹ bên không à, cho con gái mẹ là sai không, nên gái mẹ nên gái mẹ con gái mẹ cứ mẹ bên anh thiên không tám ngày mới cưng. Trời ơi cưng con rể quá à, mà cưng con rể luôn. Nhưng mà ngày hôm nay thì cô đến chương trình này, cô mong muốn nhắn nhủ với anh điều gì? Mẹ mong muốn vợ chồng con là cũng giữ lửa như ngày nào. Dạ. Đi dậy hạnh phúc là cha mẹ vui vẻ. Dạ. Không cần tụi con lo cho cha mẹ cái gì nhiều hết, tại vì giờ mình còn trẻ, rồi chừng nào già thì con lo tiếp. Nhưng mà anh là mấy năm rồi mới có em bé á cô? Gần 5 năm à. Con nó bị bệnh hổm một lần là đi nhà thương nằm một tháng trời sốt. Do bị gì cô? Con không biết con gì cắn ngay chỗ cái giò đó mà nhiễm trùng kháng khuẩn. Cái con đó là bệnh viện nhiệt đới nói cực độc, cho nên sốt miết điều trị kháng sinh nhiều lắm, chuyện còn cả 100 chai nước biển á. Còn kháng ơi. Sinh á là mỗi một ngày là ta 1 gram thôi, còn này 6 gram tính là bị vô sinh rồi. Trời tính chuẩn bị tới làm lúa xong tới cuối năm là khám vô sinh hai chồng rồi, cái sau cái tháng sau cái báo là con trễ kinh rồi mẹ ơi, cái mẹ mừng. Dạ. Hôm nay thì cô vợ có gửi một lá thư cho gia đình, cô Linh sẽ đọc cho cả nhà cùng nghe nhé. Xin chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, chào chú Quyền Linh và chào Lê Lộc. Thông qua chương trình, con muốn nhắn với mẹ. Mẹ à, lời đầu tiên con muốn nói với mẹ điều mà bao lâu nay con chưa từng nói. Con xin lỗi mẹ vì tất cả. Con biết mình đã làm sai rất nhiều, nhưng chưa bao giờ mẹ bỏ rơi con cả. Luôn luôn bên con cho đến ngày hôm nay. Từ lúc có chồng con, gia đình mình hạnh phúc hơn, phải không mẹ? Dù có nhiều lúc con ganh tị vì mẹ thương chồng con nhiều hơn con, nhưng con biết điều đó cũng là vì hạnh phúc của con, nên con không có gì nói nữa, không buồn nữa. Còn anh nữa, em biết nhiều lúc anh cũng khó với mẹ con em, nhưng đó cũng để gia đình mình hạnh phúc hơn, đúng không anh?
Từ lúc anh đến, anh đã cho em và con biết được thế nào gọi là hạnh phúc của một gia đình. Đối với em, như vậy là đủ lắm rồi. Em không cần gì nữa. Em chỉ mong anh và mẹ sẽ giữ mãi được tình cảm như vậy để gia đình mình mãi mãi hạnh phúc. Mẹ và anh nhé, con của mẹ, vợ của anh, Diễm Phúc. À, cái tên đẹp quá. Ủa nhưng mà sao đây là từ lúc anh đến, anh đã cho em và con biết được thế nào gọi là hạnh phúc là sao? Vợ em có một lần gãi gắn. Tức là vợ có một người con dạ, rồi riêng. Dạ, hôm nay cũng có đi theo. Dạ. Cái này cũng hơi nhạy cảm bởi vì nếu mà em chăm sóc con riêng của vợ đó hay là có khi nào em rầy la dạy con mình có ngại mẹ vợ không? Dạ không, tại vì lúc đầu về mẹ cũng có nói trước là mình thương mình mới dạy. Còn nếu mình bỏ suông là mình không dạy là nghĩa là mình không thương. Nên là nói là nhưng mà lúc nào nó cũng lúc thúc, chỉ biết mình có mình ba thôi. Thì lúc nào cũng theo ba thôi. Thương lắm. Nhiều lúc thương quá cô cũng la nữa. Cô cũng rầy nữa. Con phải làm tròn trách nhiệm của con làm cha. Sợ mẹ rầy ha, mẹ nói mẹ buồn gì đó con im im con không nói gì hết là không có được. Con phải dạy con nên người từ lúc còn nhỏ. Cô Linh nghĩ đây là một người đàn ông đúng là thực thụ của gia đình đó. Dạ. Vừa chăm sóc con riêng của vợ, vừa lo lắng cho vợ, cho một đứa con tương lai của mình. Dạ. Vừa lo cho mẹ vợ luôn, chở mẹ vợ đi công việc đi làm rồi nấu nướng cho mẹ vợ. Rất là tuyệt vời. Và cái sự thương yêu của mẹ vợ đối với em á cũng là number one luôn. Chắc chắn ngày hôm nay sẽ là một ngày rất là đáng nhớ. Hai mẹ con đã nói ra rất nhiều cái câu chuyện trong gia đình. Và hy vọng nó vẫn là như thế, mãi mãi là như thế. Chúc gia đình chúng ta mãi mãi hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Cảm ơn chương trình.